Chào mừng anh chị đã quay trở lại với siêu thị điện máy Ecomart. Như anh chị đã biết là trong cái thời gian vừa rồi, cái nhu cầu sử dụng các cái dòng máy giặt cửa ngang với cái khối lượng giặt lớn khoảng 10 đến 11 kg thì đang được tìm kiếm rất là nhiều. Và các gia đình đang dần chuyển sang các cái dòng máy giặt với cái khối lượng giặt lớn hơn. Bởi vì là cái khả năng anh chị có thể dùng để giặt chăn ga tại nhà hoặc là dùng giặt đồ mùa đông rất là tiện dụng với những cái máy giặt có khối lượng giặt lớn và lồng giặt rộng, thì anh chị có thể giặt được các cái chăn ga tại nhà mà mình không cần phải mang ra ngoài hàng quán. Thì với một cái mẫu máy giặt 11 kg thì thời gian vừa rồi bên em đang cháy hàng, thì ngày hôm nay đang về thêm được một vài mẫu thì em sẽ quay trực tiếp để cho anh chị có thể tham khảo được kỹ hơn. Và một cái mẫu máy giặt hôm nay em muốn giới thiệu đến anh chị đó là cái mẫu máy giặt của hãng Electrolux với khối lượng giặt là 11 kg, có model là EWF1141SESA. Đây là mẫu máy giặt màu xám như phía trên màn hình anh chị đang nhìn thấy. Đây là cái dòng cao cấp với cái series 900 là cái đời cao nhất của hãng Electrolux, và giá hiện tại Ecomart đang bán với mức giá là khoảng sấp xỉ 16 triệu, khoảng 15 triệu 500 thì anh chị đã có thể sở hữu được chiếc máy này rồi. Chắc là rất nhiều các anh chị không lạ gì với cái model là EWF1141SESA đời cao nhất của Elect, với đầy đủ các cái tính năng inverter tiết kiệm điện, có điều khiển từ xa, kết nối wifi và điều khiển từ xa bằng điện thoại, có tự phân bổ nước giặt rất là tiện dụng, khi mà sau mỗi lần giặt thì anh chị không phải tự động mình cho nước giặt vào mà chỉ cần cho đầy vào khay, sau đó máy nó sẽ tự cảm biến được độ bẩn cũng như là lượng quần áo để nó tự phân bổ cái lượng nước giặt sau mỗi lần giặt, dùng rất là tiện lợi. Với cái mẫu 11 kg này thì giá tại Ecomart em xin nhắc lại là đang bán với giá rất là tốt, chỉ khoảng 15 triệu 500 anh chị đã có thể sở hữu được chiếc máy này rồi. Bảo hành chính hãng là 2 năm tại nhà, anh chị có thể tự kích hoạt bảo hành theo series của hãng, và bảo hành động cơ là 10 năm với thiết kế là màu xám bạc rất là đẹp và sang trọng, sạch sẽ, dễ lau chùi vệ sinh và có độ bền độ mới rất là lâu. Em sẽ lại gần hơn cái phía bảng điều khiển. Bảng điều khiển thì cũng sẽ kết hợp tiếng Anh và tiếng Việt, chữ to rõ ràng, kể cả người già hoặc trẻ nhỏ cũng là rất là dễ sử dụng, chỉ bằng thao tác bằng các cái núm xoay này thôi, nút nguồn bật tắt đây, sau đó thao tác bằng núm xoay. Đấy. Sẽ lựa chọn các cái chế độ giặt rất là phù hợp, có đầy đủ các cái chế độ giặt cho các cái loại vải cũng như là các cái loại quần áo thông dụng hiện nay. Ví dụ như là giặt đồ mỏng thì nó sẽ vòng quay nó sẽ ít hơn, lượng nước giặt nó sẽ phân bổ là ít hơn chẳng hạn, và giặt nó nhẹ hơn. Đấy. Có đầy đủ giặt là 60 phút là giặt hàng ngày này, giặt nhanh 15 phút, có riêng chế độ giặt đồ em bé và cũng có riêng cái chế độ xả rũ và vắt, hoặc là anh chị có thể lựa chọn chế độ vắt riêng với những cái quần áo mà anh chị không muốn giặt trong máy giặt mà chỉ muốn vắt cho nó khô hơn vào mùa đông ấy. Ngoài ra thì nó cũng vẫn có các cái chế độ đồ cốt tông, đồ hỗn hợp, và nó có hẳn cả cái chế độ giặt đồ ga giường, anh chị có thể lựa chọn. Đấy. Với cái chế độ giặt ga giường thì nó sẽ không giống như các cái chế độ giặt quần áo, có chức năng làm sạch lồng giặt này, và có kết nối wifi, điều khiển qua ứng dụng trên điện thoại rất là tiện, và nó sẽ tự động lưu cái chế độ giặt yêu thích cho nhà mình. Đấy, có thể điều chỉnh vòng vắt, có thể điều chỉnh vòng vắt từ 700 đến 1400, và có thể tự cài đặt nhiệt độ cho cái chế độ giặt nước nóng. Chế độ giặt nước nóng nó rất là tốt, khử khuẩn, diệt khuẩn rất là tốt cho quần áo của trẻ nhỏ, giặt nước nóng, giặt hơi nước. Đấy. Có chế độ tự phân bổ nước giặt, và đây là khay nước giặt của máy. Khay nước giặt đấy. Khi anh chị giặt tay, giặt cho nước giặt thủ công thì anh chị cho vào đây. Còn đây là sẽ là khay tự phân bổ. Tự phân bổ thì cho đầy nước giặt và nước xả vải vào đây thì tự nó sẽ phân bổ nước giặt, nước xả và cảm biến được cái lượng sạch lượng quần áo để nó tự phân bổ nước giặt. Hết nước giặt thì nó sẽ tự động báo ở trên màn hình này. Rất là dễ để nhận biết, rất là dễ sử dụng. Với cái mẫu máy giặt 11 kg của hãng Electrolux này thì nó sẽ là dòng truyền động trực tiếp bằng dây Cura. Thì cái sửa sau này, cái chi phí bảo hành sửa chữa nó rất là nhanh, dễ, cực kỳ là dễ dàng và chi phí rẻ.
Bảo hành chính hãng là 2 năm tại nhà. Ngoài chính sách bảo hành của hãng thì Ecomart có chính sách là 1 đổi 1 cho anh chị trong vòng 30 ngày nếu mà không may sản phẩm gặp lỗi do nhà sản xuất. Rất là nhiều các cái mẫu khác bên em cũng đang trưng bày tại siêu thị thì em sẽ cập nhật trong các cái video sau. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.